mở đầu có một nông dân xây phòng ở trước, thiếu tài nguyên, thêm một nông dân nữa, ông đi lấy quặng cho tôi, còn ông thì đi chặt cây. Cuối cùng là thêm một ông đi bắt cá. Đủ tài nguyên rồi, mau đi tăng cấp thành chính đi. Tăng cấp lên thời đại đế vương dễ dàng như vậy đấy.